Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và giống như gì mà ngày hôm qua mình có thông báo với anh em thì ngày hôm nay thì bên Anna Free Fire đã mang trở lại, đó là Long Quyền và MP40 thần bài. Cái này hơi bất ngờ với tôi tưởng là chỉ mang lại thần quyền thôi, lại thêm cả quả MP40 thần bài hết nước chấm. Ai, quất thôi, MP40 thần bài còn chê vào đâu nữa. Nói chung là anh em đừng mong mà lấy được cái Long Quyền này với giá rẻ, tại vì lần trước ấy mình lấy cái Long Quyền này với giá tận mười mấy ngàn kim cương. Đấy, thế nên mình nghĩ là lần này nó phải rơi vào đâu đó khoảng tầm 7-8 ngàn kim cương. Anh em chủ yếu là lấy khẩu thần bài thôi. Đấy, một bi và vừa vào phát ra ngay vòng quay một bi, hai bi tươi anh em ạ. Nói chung là vòng quay 5 bi này là một trong những cái sự kiện mà theo mình đánh giá là ngon nhất trong Anna Free Fire. Tại vì nói chung là cái xác suất ra thì nó cao mà cái số lượng kim cương của chúng ta tiêu thì nó lại không phải là quá nhiều và nhìn nó không bực mình như là vòng quay bay màu. Đấy, ui chúng ta tiếp nào. Ui thôi chưa được. Và ba bi nào. Ở đây lúc nào viên bi thứ nhất và viên bi thứ hai nó cũng rất dễ, bắt đầu từ viên bi thứ ba đổ đi thì nó lại hơi khó khăn một tí. Và huy hiệu huyền thoại viên bi thứ ba. Ai nào, bốn bi bạn ơi. Nhà viên bi thứ tư đi nào. Ở kia và tốn ít kim cương thôi, tốn hơi nhiều từ đấy. Và ui rồi, nhìn quả nó chạy qua cái Long Quyền với cái viên bi, nhìn khó chịu thật sự. Đấy ơi, viên bi thứ tư huy hiệu huyền thoại và huy hiệu huyền thoại. Ui rồi chưa ra. Đầy ba lô rồi. Mỗi lần quay ra 5 cái cũng chảy hiểu tôi, chảy hiểu sao bên Anna Free Fire để có 99 cái anh em ạ. Để nó hơi a đuổi vào. Ra đi, ok, ra bi đi xem nào. Cho nốt viên bi cuối cùng xem nào. Hơi khó đấy. Ui, anh cả dán lại làm tí lươn lẹo rồi. Lại làm tí lươn lẹo, ra nốt viên bi thế nào. Và hôm nay mình có 4.800 kim cương à. Bây giờ mình còn 3.000, vẫn mất 1.800 thôi cả. Nhanh thế nhở. Đúng mà không có gì nhanh bằng chuyện tiêu tiền anh em ạ. Và tiêu tiền đây rồi. Nhìn dừng lại viên bi là mình biết là hàng đã về. Đấy, dừng lại viên bi thì biết là hàng đã về rồi. Tuyệt vời không anh em? Quá tuyệt vời luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. Đấy, như vậy là mình test cho anh em. Như vậy là mất khoảng 2.000 kim cương nha anh em nhá. 2.000 kim cương cho vòng quay 5 bi này để lấy MP40 thần bài. Rồi anh em lấy khẩu thần bài thôi. Còn cái Long Quyền tôi nói thật với anh em mà đừng lấy. Thật, chia sẻ thật với anh em luôn. Đừng cố, anh em cố thì có thể rơi vào 5-6 nghìn, có thể rơi khoảng 12-13 nghìn, có thể rơi khoảng 20 nghìn. Anh em đừng cố. Đây là tôi khuyên anh em ở review có tâm. Tại vì sao? Đây là tôi phải tự nạp kim cương vào trong tài khoản để tôi mua, chứ không phải là ai người ta cho mình kim cương hay là bên Ghana chỉnh tỷ lệ gì cả. Đấy, thế là tôi khuyên thật với anh em là Long Quyền đẹp thì đẹp thật. Đấy, nhưng đừng cố anh em ạ, đừng cố. Nếu mà chẳng may nhá, nếu mà anh em chỉ nên là quay để đủ lấy khẩu MP40 thần bài thôi. Vì khẩu này mình đã từng đánh giá nó là một trong khẩu mạnh trong top 3 MP40 ở server Việt Nam. Các bạn có thể xem lại cái video xếp hạng top 10 MP40 ở Việt Nam để cho anh em được biết. Đấy, nhưng mà nếu mà trong 2.000 vương anh em hên quay ra là Long Quyền thì quay, còn không thì thôi. Cái thằng sủi cảo thì mình vừa bao là quýt rồi. Ui rồi, con tim mình máu thế. Và máu với chúng tôi, máu xin nhẹ cái đầu. Ui rồi ơi, làm sao. Ai da, hắm rồi, không ổn rồi, không ổn một tí nào rồi. Thằng cờ hó nha, nó có bắn bố này. Này thì bắn, ai ạ, thêm một cháu nữa. Ui dồi, hủy diệt. Con này bắn kinh nhỉ. Con này bắn tự tin đấy. Và tự tin cũng xin cái đầu. Trần Bảo Vi, tự tin thì cũng xin cái đầu. Nằm ngay. Team mình có vẻ biết chơi anh em ạ. Không ổn. Team mình có vẻ không biết chơi anh em ạ. Cũng lại là một điều gì đấy không ổn. Đây, MP40 thần bài đây. Ở thần bài này cộng chúng ta chỉ số nó rất là đẹp nhá anh em nhá. Và một tốc bắn hai sát thương. Bắn khẩu này thì ngon, khẩu bích vàng. Khẩu này giảm độ chính xác rồi. Tôi thích khẩu này hơn là khẩu bích vàng. Khẩu bích vàng nó giảm tầm xa. Nhiều khi bắn khẩu bích vàng nó bị thiếu đi một tí đam, nhưng mà bắn khẩu này nó không bị thiếu đam tí nào. Đấy, còn độ chính xác này theo tôi đánh giá nó không phải quá quan trọng. Đấy là theo tôi đánh giá nhá. Ý kiến cá nhân. Nhiều anh em sẽ bảo là ui, cái thằng này bắn thì gà có biết chơi đâu mà đòi nhận xét súng. Đấy, ý kiến cá nhân anh em nha. Lớp giáp bất tử dành cho tất cả mọi lập luận, đó chính là ý kiến cá nhân. Khi mà bạn nói đấy là ý kiến cá nhân thì không ai có thể nói được gì bạn nữa. Ái rồi, nó bắn tôi anh em ạ. Ôi rồi, một cân bốn rồi. Thật hỏng rồi, hai cháu ấy té đã. Vâng, ôi dồi ôi, thì mình ông sủi cảo nó bị con mi cute nhất nó thịt rồi. Ôi, mi cute nhất à. Đấy rồi, ha, tôi bắt đầu thấy chúng nó bắt đầu đẩy ra rồi anh em ạ. Nào, cứu nhau đây, cậu thịt à.
Đấy, tôi nấp ở đây để tôi đợi cái hào quang hộ mệnh tôi hồi lại đã. Một thằng đấy, Yến à, cacao Yến à. Đấy, ui ôi, chạy đâu ấy. Ui, áo trắng có làm anh lo lắng chúng tôi. Ui, con này bắn kinh đấy. Nó bắn một phát, mình mất nửa lượng máu á. Mikute nhất, còn Mikute nhất này nguy hiểm đấy. Và triple kill, trà đào đã phải nằm. À, trà đào, nhà bà Hường ngồi cạnh nhà bà Đào à. Đấy ơi, ui, đứng lộ cái chân kìa, chậm hồi máu kìa. Lộ cái chân này, Trần Bảo Vi trái tim này, khổ thân cháu tôi. Ôi, tim kia có mấy cháu gái chơi với nhau ạ. Khổ thật sự, cháu lại gặp người chú có review có tâm rồi. Đấy, bình thường tôi sẽ nhường cho các bạn để thắng. Đấy, bình thường nếu mà tôi phát hiện ra địch có team đối thủ mà có 3 bạn, 4 bạn nữ ấy, tôi sẽ nhường các bạn để thắng. Nhưng mà bây giờ tôi lại đang làm video review khẩu MP40 thần bài cho anh em. Thế nên là mình không thể nào mà để cho các cháu ấy thắng được. Đấy, nói chung là thế gian này đó là như thế anh em ạ. Có người thắng thì cũng phải có người thua. Đấy, có người thắng thì có người thua. Tức là sao bây giờ là ai cũng muốn thắng thì lấy đâu ra. Bây giờ ai cũng muốn thắng thì lấy ai thua. Đấy, khổ thế anh em ạ. Và phải sung sướng gì đâu. Đấy, mình có muốn thắng các bạn đâu. Mình muốn nhường các bạn chiến thắng. Nhưng mà bây giờ các bạn thắng thì mình lại thua. Mình thua thì không giải quyết được vấn đề gì cả. Đấy, ôi dồi ôi. Nào, thằng cái gì kia? Vì nghèo HP à? Và cái gì đây? Vì ngờ HP. Ôi, chả hiểu đọc tên là cái gì. Nó đặt tên linh tinh thế. Nào, cẩn thận nào. Big game Gu nào. À, BLG Gaming UU. Đấy, tên tuổi khó đọc thế. Ôi dồi, xin cái headshot. Đứng ở dưới thấp với chúng tôi này. Trà đào. Đấy, nằm ngay. Từ tôi phải ra tôi cứu cái con này đã. Tôi cứu con này đã. Ây à, địch đang đẩy lên. Ui, quá nguy hiểm, quá khủng khiếp. Ui ôi, nó đục kèo. Ui, nó vào kìa. Bắn nó đi, ok. Mất công cứu, ui. Vâng, còn 17 máu á. Bắn cái sinh mệnh ghê thế nhở. Vâng, cái gì vừa nổ ghê thế nhở. Ui dồi ôi, BLG. Ui, thật sự gaming gu cũng bay màu rồi. Anh em mà địch có nó một thằng. Địch có một thằng thì có khi là mình ra mình làm luôn nhở. Và mình ra có khi là mình làm luôn. Đây rồi, đối giây cơ hội nó có pha quát ra kill ở đây rồi. Đấy, đây à, cứu nhau. Ai à, cứu nhau chúng tôi nè. Cacao Yến, ui rồi, Trần Bảo Vi hay quá. 3-0 ai, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Mấy cháu này ngáo lắm rồi. Đấy, mấy cháu này là vừa học online vừa bắn. Tôi khẳng định anh em luôn, mấy cháu này vừa học online vừa chơi Free Fire. Tại vì thời gian đây là tôi gặp rất nhiều các cháu là vừa học online vừa chơi Free Fire. Đấy, hôm qua tôi cũng chơi với hai cháu này, mở mồm ra là gánh chú Ri. Đấy, nhưng mà xong rồi tự nhiên hai cháu đấy vào một lúc, xong rồi tôi nghe thì tiếng cô giáo gọi qua loa thôi xong. Đấy, tôi nghe tiếng cô giáo gọi vào lớp thôi xong. Thế các cháu đấy vẫn bắn nhá, chơi vẫn chơi. Nhưng mà chơi nó không tập trung. Đấy, và không giao tiếp được gì với nhau. Thế là thua lòi mắt, thua 3-4 trận liền và toang hết cả cái con người. Đấy, ôi giời, cái này mà không bắn xuyên qua được à? Này không bắn xuyên qua được cả. Ê, tệ thật đấy. Trốn mất rồi. Ui dồi ôi, tìm mình lại toang. À đây rồi. Đây à. Đấy. Ui, xin nhẹ cái đầu. Ha. Vuốt tâm với chúng tôi này, xin nhẹ bạn cái đầu luôn cho bạn quả lệu. Đấy. Ấy à, có một thằng nó đẩy xuống dưới. Ui dồi, và trông như con boss nhỉ. Ấy à. Và ui, cái thằng này chạy có vẻ không boss lắm, không sao. Nhờ BXL thì mình làm tốt rồi, BLG làm tốt rồi, hay quá. Địch nó lại đứng lên cho quả liệu. Đấy, ui. Và làm sao. Ui, ai à, ui, vuốt tâm không thành công. Ai, một pha vuốt tâm hơi quá đà. Nhưng mà không sao. Này thì vuốt tâm không thành công với chúng tôi này. Nằm ngay. Ai, cái đầu có gì mà không ke được vào đâu. Tội ngồi, anh em bắn nhau với địch anh em đừng ngồi nhá. Ngồi dễ trúng đầu hơn, cho mày quả liệu khói. Lại đứng dưới này chơi. Chết choạt. Lại đứng dưới này chơi với chúng tôi. Thanh niên đứng rình ạ. Ok, có một cái vụ này khá hay mình muốn mang đến cho anh em nhá. Ok, chúng ta còn nhớ cái sự kiện đợt trước mà tôi đi mua sữa để lấy Yomos không? Thì sắp tới thì cái sự kiện Yomos này nó sẽ quay trở lại này. Đây, khi mà tôi vừa thấy cái trang Yomos họ cập nhật. Và quà thì nó phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Lần trước ấy, thì chúng ta nhận skin súng đúng không? AK rừng xanh rồi thì cái gì nhở? MP40 bích vàng. Nhưng mà lần này thì bên Ghana Free Fire quyết định là để những cái đồ mà nó xịn hơn. Đấy, đầu tiên thì chúng ta sẽ có đó là cái bộ mãng xà nổi loạn. Được của nó anh em. Đấy, được của nó luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái Elite Pass là cái thẻ vô cực. Đấy, vòng quay có thẻ vô cực. Thứ ba là bộ đồ kia là bộ đồ vận mệnh hoàng kim à.
Ken là bộ đồ vận mệnh hoàng kim thì phải, và thứ tư là bộ đồ thánh nữ. Quá ngon đội bán son. Thì lần này thì bên Anna Fifi họ đã đổi hết cái quà trong Zombot Shop rồi. Đấy, đó sẽ là trang phục mãng xà này, thích khách kim long, thích khách cong lim này, rồi trang phục thành nữ này, rồi đôi cánh thiên thần này, ba lô đôi cánh hay chảo hỗn mang chảo huyền vũ bộ vận mệnh hoàng kim. Sau đấy có cái hộp kho báu, không biết hộp kho báu nó chứa cái gì, bom keo thanh long, ba lô tứ linh. Đấy, thì lần này Zombot Shop nó sẽ đổi thành đồ. Lần trước là skin súng nhá, skin súng của anh em không máu lắm tại vì nhiều người có rồi. Đấy, skin súng nhiều người có rồi, anh em không máu lắm thì bên này bên nào đổi thành trang phục mãng xà, quy đổi là 2333 huy hiệu, lấy bộ trang phục mãng xà nổi loạn chất. Chất như nước cất anh em ạ. Thì không biết là lần này thì bao giờ bên Anna Fifi và bên Zomot họ sẽ triển khai cái chương trình này. Tôi rất là chờ như này, tôi rất thích luôn. Lần này tôi lại tuyên bố anh em nhá, mua mấy thùng sữa về để mà review luôn. Thì không biết là cái này bao giờ nó chạy. Chưa biết là bao giờ nó chạy cái sự kiện siêu phẩm này, nhưng mà tôi thấy là hay đấy. Tôi thấy là hay của nó đấy, mà căn bản là có thẻ vô cực, biết đâu thẻ vô cực này nó lại dễ quay ra. Đấy, thì cái này phải đợi ở ngoài kia họ bán cái sữa Zomot mà có chứa cái mã để chúng ta có thể quay được, thì chúng ta sẽ có thể tham gia chương trình này. Quá hay đội bán thịt xay luôn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia mình, thấy những video mình lành mạnh bổ ích, anh em đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong những cái video lần sau, và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình trong tương lai nha. Bye bye.